Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất tuyển dụng người có trình độ cao đẳng một số môn học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, gồm lịch sử và địa lý, khoa học tự nhiên, công nghệ, ngoại ngữ, tinh học, nghệ thuật, gồm có âm nhạc, mỹ thuật, cấp tiểu học và trung học cơ sở. Đề nghị này nhằm tháo gỡ những khó khăn dướng mắt của các địa phương, bảo đảm đủ số lượng giáo viên ở một số môn học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Bộ đề xuất cho phép những địa phương thiếu giáo viên còn biên chế nhưng thiếu nguồn tuyển, được tuyển dụng giáo viên có trình độ cao đẳng để dạy các môn học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Các giáo viên này sau khi được tuyển dụng sẽ tham gia lộ trình nâng chuẩn trình độ theo quy định tại Nghị định số 71 trên 2020 của Chính phủ để đến năm 2030 bảo đảm trình độ chuẩn đào tạo theo luật giáo dục năm 2019. Theo Bộ Giáo dục và đào tạo, việc này không phát sinh thêm biên chế, đồng thời vẫn đảm bảo phù hợp với quy định của nghị quyết số 19 NĐQTV Đức về tinh giản biên chế. Giải pháp này cũng đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật và không làm phát sinh các vấn đề về thủ tục hành chính mới. Dự kiến khi thực hiện sẽ tuyển dụng được khoảng 10.000 giáo viên.